nhạc thì cho cái nhạc không không phải bản quyền vào. Hello, chào quý vị và các bạn. Thế hôm nay là mình đến nhà cô em. Cô cháu rất là dễ thương. Nó tráng bánh cuốn này, các bạn nhìn này, tráng bánh cuốn. Bột bánh cuốn thì mua ở cửa hàng châu Á thì người ta chỉ dẫn rồi, một gói bột thì một lít nước và ngâm qua một đêm, nếu mà được 24 giờ thì càng tốt, không có bột nở. Rồi tráng cái này nó không có mỡ dầu các bạn ạ, mình ăn hiệu mua người ta tráng nó sợ mỡ dầu mình sợ lắm. Và nhân của nó thì băm một miếng thành siêu sao, không cần que các bạn nhé. Đức tráng bánh cuốn, tráng bánh cuốn hiện đại lấy dao thèm ra chứ không cần que. Không phải các bạn là bởi vì không có điều kiện, không có que, que là phải về Việt Nam mang sang, nhưng mà là chỉ có, cho nên là khắc phục cũng hay, sáng kiến mới đúng không? Thì mắm muối vào tí ra xong thì có thể là ai thích ăn hành khô thì giảm hành khô lên. Món này khoái khẩu của mọi người, ai cũng thích nhé. Không hành. Mình định bốc quả nhưng nóng nóng vừa mới bỏ ra. Cô cháu lẩn mẩn lắm, cô cháu rất dễ thương, chưa chồng các bạn nha. Có ai có nhu cầu liên hệ số điện thoại của mình nhá. Hoặc là liên hệ qua YouTube. Rất dễ thương, rất là khéo tay, làm cái gì cũng được. Nhưng mà ở Đức nha các bạn nhé, không phải ở Việt Nam đâu. Nhìn bài bản không? Hay cái chỗ là sáng kiến mới, không có que, không có que gãy mà làm bằng dao. Rất hay. Mình từ từ bé bây giờ mình mới nhìn thấy một lần đầu tiên. Suốt ngày đánh đỏ bên kia.
Không may thì nó cũng bị một lần. Chấm ớt à? Đây có hai chị em bác cháu đây thôi. Mà kệ chứ. Ai biết mình con ở đâu? Thật. Ai người ta biết mình là ai? Phải quay con người vào một tí. Ok nhá, mời cả nhà ăn với mình nhá. Bữa tiệc nào bài tiết. Ngon lắm. Lúc đầu thì nó còn trắng mỏng, lúc gần hết thì nó trắng dày cho nhanh. Cũng giống như là quả của con công ấy. Con công thì đang làm đẹp, đến lúc con quả thấy có cái ăn thế là sốt ruột quá, vội vàng nhảy luôn vào cái lọ ấy, không trang điểm nữa nên là thành đen xì đấy. Sự tích con quả con công ấy, đây cũng thế. Mới thì ăn còn trắng mỏng cho nó ngon, sau sốt ruột quá trắng dày cho nó nhanh.
Hôm thứ bảy mình cho em cưới là mà thôi chủ nhật. Hôm qua ta cứ tưởng trắng rồi. Mà cứ mãi YouTube mà cứ lì ở nhà không có gì đâu. Nhưng mà chính là hay. Sống một mình mà không có YouTube mà rỗi rãi à, buồn. Buồn thôi, cứ muốn đi ngồi lê chỗ nọ chỗ kia. Không tốt. Ngồi lê lắm chuyện. Không có ai ngồi lê, người ta cũng không chứa. Buồn chết. Ok, quay đấy thôi.